Mày mất hồn chưa? Không dám la lớn, mấy quỷ xuống chửi. Đục. Không dám nói lớn, mấy quỷ xuống chửi. Làm việc. Bấm nút chia sẻ giùm Ngọc Nguyên. Không dám nói lớn luôn, mấy quỷ xuống chửi quá trời. Ai vậy? Gì vậy anh Tư? Đi ngủ đi anh. Trẻ em. Anh đi ngủ đi. Hốt con mẹ nó. Hết con mẹ nó hồn luôn. Cầm máy tôi hết pin. Giờ này ít người lên hàng sale. Tại vì tôi nói là khoảng khởi cuối tuần này tôi về 1.000 bộ cô tông, cho nên tôi buộc lòng tôi phải sale những cái mẫu cũ. Và tối hôm nay tôi sẽ bán, tôi sale bộ cô tông 100. 100 thư tôi sẽ sale còn 100. Nhưng mà mấy chị đừng báo tôi, để từ từ tôi ghi. Với lại hàng sale ở nhà nhiều quá, mấy chị cho tôi đi đi, kệ mẹ tôi. Mấy chị cứ bấm nút chia sẻ đó, tôi sẽ sale hết bộ cô tông cho mấy chị. Mấy bà chỉ cần bấm chia sẻ giùm cho tôi thôi, còn mọi chuyện còn lại hậu sự là để tôi lo nha. Hậu sự còn lại để em lo. Đây. Dạ. Dạ tại giờ ngủ không được. Bình thường ngày nào em cũng hát 3 giờ sáng á. Đây là đồ của em sale nha. Đồ của em sale nè. Quần này size 36, còn cỡ dưới 90kg. 84-90kg. Quần này rất tè le nè mấy chị đây. Bây giờ sale quần này cho mấy chị 70.000. Em mới mặc đúng một lần cách đây 3-4 bữa. Bộ đang mặc còn chị, bộ ống rộng đang mặc còn dạ. Bộ ống rộng em đang mặc còn được mấy bộ á chị? Chưa khò đâu chị. Đang lén xuống qua nè chị em thấy à. Bộ em đang mặc còn mấy bộ nha, nhưng mà bộ này dễ thương lắm. Ủa vậy hả? Để mẹ nó lên đi mấy chị. Trời ơi ngủ đi trời. Nói chung là mới làm thủ tục đầy đủ với bảy rồi, cho nên giờ đi xuống nè, bỉ Nam Khánh. Quần này xe cho mấy chị 70 nè. Quần này size từ 84 đi. Từ 83, 84 tới 90kg xe cho mấy chị 70.000 quần này. Chị nào chốt quần này 70 chốt lên giùm em. Cái quần đen này Hảo Phương ơi, quần đen này phải từ 80 tới 90kg mặc mới vừa nha. Quần đen này là second hand, có nghĩa là chị đã mặc một lần ngoài like rồi ha. Đó. Có một cái quần legging mới để dành hai cái nhưng mà bị trùng. Đây, quần của Bích Thủy. Quần của Bích Thủy 70.000 quần này. Cách đây mấy bữa, quần của Bích Thủy nè. Dạ giờ em khổ mà chị. Em khổ. Mẫu em đang mặc vẫn còn nha. Chốt đơn đâu. À vậy đi, chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Dạ mẹ nó một người cũng like nha. Bích Thủy. Để chốt đơn. Chốt đơn Bích Thủy 70.000 mở hàng. Ờ vậy đi, thủ tục gì à, phải đá chính khúc nút kiếm đồ rồi mới được lén lén xuống đi bán hàng chứ. Dễ gì mày kiếp ha. Ủa Phúc Văn Châu lấy mẫu chị đang mặc nhiêu ký chị Phúc Văn Châu? Cái mẫu này đẹp quá mà lâu nay em không xe luôn á chị. Tại vì em cực kỳ thích cái mẫu ống rộng này, mặc nó thích lắm. Bữa con kiếp nó có lấy một bộ. Bộ này 240. Chị lên chiều cao văn nặng đi em kiểm tra size cái à, em có địa chỉ số điện thoại Phúc Văn Châu rồi. Em có một cái quần váy màu đen bán cho mấy chị 60.000. Nhưng mà size 80kg nha. Chị nào chốt quần váy đen này dễ thương lắm. Nó giống như là thể thao mấy chị đây ha, 80.000. Đây mấy chị ơi. Rồi ha, 60.000 cho mấy chị. 60.000, 70kg hả? Em chốt quần đen. Bích Thủy chốt trước nha, em mới hỏi thôi. Đù má tôi cũng âm binh lắm. Mới đi chốt đồ giờ này. Cái quần váy này là 60.000 mấy chị. Quần váy 60.000 nha. Hàng second hand. Quần váy nó là hàng second hand, là có nghĩa là hàng này em đã mặc rồi nha. Nhưng mà đồ em nhiều quá. 60.000 quần váy 80. Nói chung là size tôi á mấy chị ha. 75kg để coi thử con XL không nha. Chờ chút Phúc Văn Châu. Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn nè. Em có địa chỉ số Trinh, chị Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn chưa? Ok chị Trinh Nguyễn nè. Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn là hình như hồi bữa chị Trinh Nguyễn coi một cái đầm em chưa đổi đúng không? Đúng là ok lên giùm em nha. Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn.
60, cây bút ý yên 75kg. 75kg chị cao hay chị thấp chưa? 75kg chị cao hay chị thấp? Quần váy khách lấy cho em yêu. Rồi Phúc Văn Châu, cái bộ này là mặc rất là thoải mái luôn Phúc Văn Châu ơi. Bộ này Phúc Văn Châu mặc thoải mái lắm. Rồi Phúc Văn Châu nè, thành phố 240.000. Bộ này Phúc Văn Châu mặc ghiền. Rồi đang chốt nè em yêu. Khách lấy đầu Vũ Mi Trần ơi. Khách lấy đầu gái, những người gái. Đó, thấy người ta khui like khuya đẻ quá. Bán quần áo lấy tiền mai đi chợ mua gạo ăn. Em có cái quần legging là quần này 160. Dạ đúng rồi, cái chị Trinh mà em chưa đổi cái đầm cho chị không. Cái quần legging này là 160, chị thấy hàng độc lạ không? Đó, bây giờ em có một cái em sẽ sale cho mấy chị 100. Quần này chị nào dưới 88-90kg cũng vừa. Comment giùm em legging lạ. Legging này 100.000 nha. Legging này mới luôn á mấy chị. Để nhưng mà bị trùng hai cái ha. Em thích mặc những cái quần legging ở nhà nè. Comment giùm em legging 100.000. Chị nào chốt legging 100.000 chốt giùm em. Có cho ăn trưa mà giật mình vậy. Tôi ghê anh Bảy, có cho ăn chưa? Ăn gì ông nội? Giờ ăn gì? Giờ chỉ có tiêm bisilico thôi. Ăn cái con mẹ gì giờ này. Quỷ ha. Ai mấy chị ơi, quần này 100.000. Chị nào chốt quần này chốt lên giùm em nha. Giờ này chỉ có bơm bisilico vậy thôi chứ. Giờ này mà ăn cái con cạc gì nên thánh. Cái bộ em đang mặc á mấy chị, nói chung là may hai lần em vẫn còn thích. Bán tiếp tục một cái quần sale nè. Bán tiếp tục một cái quần xe mà đầu má nó chưa mặc lần nào mấy chị tin không? Size dưới 90kg, size từ 82 tới 90kg đây. LV lai lọc. Rồi LV lai lọc bán cho mấy chị 90.000 luôn ha. Trời ơi, chị, cái set đỏ đô cái vải nó đẹp lắm nha. Cái set đỏ đô vải. Bữa nay em về cái set màu môn á, môn làng á chị. Bữa nay em về cái set màu môn nó lạ mà nó đẹp cực kỳ. Ha, cái quần này nè. Quần này là LV lai lọc. Quần này là chị nào 82 tới 90kg là vừa ha. Quần này em sẽ bán cho mấy chị. Để em coi nó bị gì không. Nó không bị gì đâu. Quần này em bán cho mấy chị 90.000 ha. LV lai lọc của Đức Thủy nè. Của Đức Thủy. Trời ơi em gặp chị Hiền em mừng quá chị Hiền ơi. Em không kiếm được địa chỉ số điện thoại chị Hiền luôn á. Trời ơi chắc em chết thiệt quá. Hiền ơi inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại đi. Cái legging đẹp lắm mấy chị ơi. Cái legging này mấy chị không lấy uổng lắm. Bây giờ em sẽ sale cho mấy chị cái mã cotton nha. Tại vì tuần này em về tới gần 1.000 mã cotton nữa. Thì bây giờ em sẽ sale cho mấy chị mã cotton. Sale mã cotton nha. Bán sale đi mấy chị. Tối nay mình bán hàng sale đi ha. Em phạm cái gì ha chị? Em lấy 82kg lấy quần Bích Thủy lấy rồi mấy chị. Chị Hiền Ruby chút nữa. Đây nè. Trước khi em lên mấy cái đó. Like giờ này cũng vui ha. Tôi cũng không nhận được. Nhưng like giờ này. Thấy mấy người like quá trời giờ này luôn. Mình like đại đi. Mấy chị cho em xin mỗi chị một lượt chia sẻ đi mấy chị. Đây là một cái đầm thun hàng xuất mấy chị. Đầm này vải mát lắm. Đầm này vải rất là mát, size dưới 88kg. Đầm này bây giờ sale cho mấy chị 70.000. Đầm này thấy vậy chứ mấy chị mặc lên rất là dễ thương. 70.000 đầm dưới 88kg. Chị nào chốt đầm 70.000 chốt lên giùm em cái đầm 70.000 nha. Chị nào chốt đầm 70 chốt lên giùm em đầm 70. Đây là một cái bộ size dưới 90kg. Không, bộ này chưa sale mà. Bộ này mới về. Bộ này giống như bộ đỏ vậy đó. Chốt chọc hết thôi liên hồn. Đàn sale nó vậy á em à. Đầm 70.000 của chị Thúy Nga. Trời ơi, giờ cũng còn thức hả chị Thúy Nga. Trời ơi, chị ơi là chị. Sao chị thức khuya dữ rồi chị Thúy Nga. Chị Thúy Nga thành phố nè. 70.000 đầm hạt xúc. Vui mấy chị vui. Mấy giờ này vui quá trời nha. Thật chứ. Thấy hàng nhiều quá, phải bắt buộc phải xuyên lên. Không thể làm biến được. Dạo này ăn cái trúng cái gì mà nó làm biến quá, làm biến mấy chị ơi. Thiệt chứ.
70. Đây là một cái dơm hàng xuất dưới 90 kg. Đây là cái dơm hàng xuất dưới 90 kg thôi. Bây giờ còn cái bán cho mấy chị 40.000 cho nó hết hàng. Khi mấy chị mặc lên, mấy chị lấy cái con thằng lằn này nè, mấy chị cột kìm những cái dây quần ở sau bụng lên. Nhưng mà dơm này 90 kg nha. Dơm này là dơm hàng xuất đó mấy chị. Vải rất là đẹp ha. Đây nè chị, bộ này dễ thương lắm chị à. Bộ này em nói thiệt chứ chị hơi bị cưng luôn. Nói chung là bộ này là em bán kinh khủng ha. Rồi, cái dơm xuất này bán cho mấy chị 40.000 dưới 90, 92 kg cho nó hết hàng. Dơm này 40.000, tỷ bích 40.000. Bích tỷ 40.000. Em có một cái bộ này 240, còn một bộ size dưới 90 kg. Bộ này 240, bộ này size 90 kg. Bây giờ em sale cho mấy chị còn 170.000. 170.000 bộ này nha mấy chị nha. Bộ vàng bò, bộ vàng bò 170.000. Mấy chị coi giùm em nha. Bộ vàng bò quần váy nè, 90 kg. Bộ này sale cho mấy chị 160 đi. 160 bộ này, 240 sale còn 160. Bộ này mặc lên cực kỳ gọn mấy chị à. Dâm đùi hay dài vậy chị? Dâm dài á, Yumi Trần. Mà Bích Thủy cũng chốt rồi. Bộ này em có một bộ yên cầu áo khoác Adidas 4 sọc à, màu trước loại đẹp. Không nhớ anh Nguyệt Mai ơi. Dâm đó Bích Thủy lấy rồi mấy chị. Bộ này em nói chuyện với mấy chị là chưa bán sale đâu. Nhưng mà tại giờ nó nằm ở ngoài luồng này nè. Vàng bò của Hiền Ruby 160. Chị Hiền Ruby ơi, inbox cho em nha. Em không thể nào kiếm nick được của chị Hiền được luôn á. Hiền Ruby nè. Hiền Ruby 160.000. Không thể nào kiếm nít được vậy cho nên chút nữa. Vô vô giùm em ngón tay để em chụp qua Zalo luôn, để em add Zalo chị cho rồi. Rồi vàng bò. Tiếp tục. Chưa biết cái này cái gì sale luôn mấy chị. Sale luôn cái này là cái gì? À cái này là bộ quần ống bát rộng. Bộ này size dưới 70 kg nè mấy chị coi giùm em bộ này nè. Bộ này em không có bán mà nó đi bơm hàng em, mấy chị coi cái áo đẹp không? Đó, bộ này là bộ caro nè. Bộ caro. Dạ ok, cảm ơn chị. Bộ caro cái quần đẹp lắm. Tôi ghét mẹ Thủy Bích ghê. Ờ mẹ đó, coi như cục wifi mẹ gắn vô đít mẹ đó. Đây mấy chị. Bộ đây là bộ ống bóp nè. Mấy chị coi giùm em bộ ống bóp nha. Trời ơi, bộ ống bóp này vải đẹp lắm. Dưới 70 kg. Bộ này là 260.000. Bây giờ em sale cho mấy chị 170 luôn. 170 bộ ống bóp dưới 70 kg. Chị nào chốt bộ ống bát dưới 70 kg chốt dùm em. Bộ này mấy chị chốt được là hơi bị trúng mánh. 260 mà sale còn có 170 đâu. Mấy chị mà chốt được bộ này là mấy chị trúng mánh luôn á. Trúng cái sầm mánh luôn á. Rồi chốt lên dùm em bộ ống bát dưới 70 kg bộ ống bát nha. Chị nào chốt bộ này là hơi bị trúng mánh. Em nghĩ chắc không còn đâu. Bữa nay em mới về lô áo khoác thật dài ngược mai. Nay em mới về lô áo khoác. Em có một cái sơ mi nhưng mà hàng Quảng Châu mấy chị. Cái này là 300 mấy lận. Thì bây giờ còn một cái em sale cho mấy chị 190 nè. Dưới 80 kg. Sơ mi xích dưới 80 kg nha. Sale cho mấy chị 190. Chị nào chốt cái này chốt lên giùm em. Sơ mi dây xích dưới 80 kg. Dưới 82 kg cũng vừa nha. Sale cho mấy chị là 190.000. Đây sơ mi nè. Nhưng mà sơ mi này nó đẹp lắm. Sơ mi này lên form của Quảng Châu rất là đẹp. Sale 190. Chị nào chốt sơ mi dưới 82 kg mà sale 190 chốt lên nhìn em. Hôm nay nó chị tối nữa nè. Giờ này làm gì chị trời ơi, khổ trời khổ. Mẫu chị sang lắm. Em thích bộ này cực kỳ và em thích một cái bộ mà trống lưng nữa. Em thích lắm chị, em thích hai bộ này lắm. Để em kiếm thun lai dông em lên một bộ ống rộng nữa. Áo sơ mi 75 kg mặc ok chị. Áo sơ mi 75 kg mặc ok. Còn cái bộ ống bát đó thì chị không mặc được nha. Tùy cái bộ để chị mặc cái size. Chứ không phải là bộ nào chị mặc cũng được là không có được ha. Chị nghe cái lấy quần này không? Sơ mi chị Kim Hải Trương mấy chị 60-70 đều mặc vừa hết trơn á. Sơ mi mặc theo form rộng là ok mấy chị nha. Kim Hải Trương. Trăm chín chục ngàn. Giờ mới 8 giờ tối rồi trời. Ồ đúng rồi, mới 8 giờ là vậy là cái đồng hồ của nhà bà TV là bị hư rồi. Mới có 8 giờ mà bà nội.
Đây quần legging 160.000 mới về. Quần legging 160.000 mới về. 160.000 nè chị. Đây mấy chị ơi, quần này dưới 75kg vừa nha. Quần này là quần màu nè. Ở đây là lớp lưới hết nha mấy chị. Cho nên khi mấy chị mặc là nó sẽ lộ thịt ra như thế này nè. Còn chị Phúc Ngôn Văn Châu ngồi chơi với em đi. Em có một cái bộ quần mặc váy bữa về. Bộ quần váy giờ chị có cho ta. Quần này dưới 75kg 160.000. 160.000 quần này. Chị nào chưa chốt quần này chốt lên giùm cho em ha. Đây nè, em có size lớn nữa nè mấy chị. Mà tôi bứt làm lại chị nhìn lại đồng hồ. Đây mấy chị ơi. Đây. À, cái này thì dưới 90kg vừa. Cái này thì dưới 90kg vừa. Chị nào chốt quần này mới về. Quần này mới về cùng áo bra. Quần này mới về cùng với áo bra luôn mấy chị. Nhưng mà những cái áo này đều dưới 75kg hết nha. Mới về cùng với áo bra ha. Đó. Những cái mẫu này đều mới về hết nè. Đây, cái bộ thần thánh đây nè. Bộ hàng này là mới về. Bộ đây là bộ thể thao. Bộ này là 300.000 hết rồi mấy chị. 300.000 một bộ ha. 300.000. Đây mấy chị ơi. 300. Những bộ này chị nào dưới 80kg cũng vừa nha. Những bộ này là size từ 60 tới 80kg vừa. Mai học gì vậy quỷ à, nghỉ đi. Ủa mẹ, ở nhà đi, bộ đội sợ súng nó nuôi nha. Ở nhà đi, bộ đội sợ súng nó nuôi. Cái bộ này là chị nào 60 tới 80, 82, 83kg cũng đều vừa bộ này. Đấy mấy chị ha. Này để từ từ like đi. Tại vì bây giờ vẫn muốn lên hàng sale cho mấy chị nha. Bây giờ vẫn muốn lên hàng sale. Chứ chưa muốn lên hàng. Như đã hứa thì bữa nay em sẽ lên cho mấy chị một cô tông sale. Bộ cô tông sale nha quý vị nha. Trời ơi, sếp bên tôi vải đẹp lắm mấy chị à. Sếp bên tôi vải đẹp hút nè. Bây giờ em sẽ sale bộ đầu tiên cho mấy chị nè. Mã này là 140. Bây giờ tất cả mọi thứ em đều sale cho mấy chị với cái giá là 100.000 hết. 100.000 một bộ nha. Bây giờ em sẽ sale hết mấy chị. Sale mã đầu tiên. Ừ, em nuôi yêu nuôi em luôn đây. Sale mã đầu tiên nha mấy chị. Những cái mã này mấy chị mặc rất là sướng nha. Bây giờ trong tuần này là em sẽ đi tất cả cả hết những cái mẫu hàng này. Ăn đây mấy chị. Đây. Rồi bây giờ em sẽ đi mã cộp đầu tiên. Em sẽ đi mã cộp đầu tiên và mã cộp em có tổng cộng 2 size. Một size dưới 80kg và một size trên 80kg đây. Mã cộp 140.000 sale cho mấy chị còn 100.000 mã cộp. Chị nào chốt mã cộp chốt lên giùm em mã cộp 100.000. 140 sale còn 100.000 tại vì cuối tuần này em về 1.000 bộ. 1.000 bộ là chắc là phải 20 mẫu mấy chị. Rồi. Comment giùm em mã cộp. Mã cộp số 1 dưới 80kg, 60-80kg. Mã cộp số 2 trên 80kg ha. Rồi comment giùm em mã cộp. Mã cộp 100.000 nha mấy chị nha. Mã cộp 100.000. Ngày hôm nay em sẽ sale mã cộp cho mấy chị. Chị nào chốt mã cộp thì chốt lên giùm em nha. Cái này là gì đây? Comment lên giùm em mã cộp quý vị ơi. Chị nào chưa chốt mã cọp thì bây giờ chốt lên giùm em mã cọp nha. Hình như người ta like khuya, người ta bán đắt. Tôi like khuya, tôi ngồi giống như là lẽ gì á mấy chị. Quần này 140 nè. Quần này là quần lửng 140. Trời ơi, quần này là coi như Sala ơi, comment rõ giùm em là dưới 80 hay trên 80. Nè, quần này là 140, tôi không sell mấy chị một đồng nè. Đã không? Quần ngay đầu gối. Quần này chị nào dưới 70-80kg hút mã này. Ờ, quần này mã này chị nào dưới 80kg hút giùm em. 70-80kg quần này lửng ngay đầu gối. Thôi 140 sale cho mấy chị còn 120 đây. 120 quần này. Chị nào chốt quần 7 tấc này chốt giùm cho em. Quần 7 tấc 120 nha. Quần 7 tấc 120.000. Chị nào chốt quần 120 thì chốt lên giùm em quần 120 với. 120.000 một quần. Tiếp tục mấy chị ơi. Cái quần này vải đẹp lắm. Cái quần này ví dụ như mấy chị có tiền mấy chị đi kiếm cũng được nữa. Cái quần này vải đẹp cực kỳ. Em có một cái đầm cô tông phơm suông. Đầm cô tông phơm suông size dưới 85kg. Đây. 200.000 bây giờ bán cho mấy chị sale cho mấy chị còn 120.000. 120.000 đầm cô tông Adidas nha. 120.
dưới 85-88 cái. Chị nào chốt đầm này chốt lên giùm em. Chốt nãy giờ rồi bà nội. Trời ơi chốt rồi. Bấm nút chia sẻ giùm em cái mấy mụ ơi. Dậy đi em đừng ngủ dậy. Tôi live phim mà mấy bà vô thả mặt cừ giống quỷ sứ ghê. Đó mấy bà giống quỷ sứ ghê à. Đầm 120 của Khánh á, đầm 120 xin lỗi của ai nè. Trinh Nguyễn đầm 120. Trinh Nguyễn đầm 120. Inbox cho em địa chỉ kèm số điện thoại Trinh ơi. Trinh Nguyễn, Bình Dương. Inbox em địa chỉ kèm số điện thoại. Ở lộn, có rồi nha lộn. Trinh Nguyễn, Bình Dương, 120 ngàn. Để em coi thử, em có một cái bao đầm hàng Adidas này còn nè. Mà giờ chưa biết để ở đâu mấy chị. Để em đi kiếm cái ạ. Em đi kiếm cái hậu quả tính sau. Chút nữa em đi kiếm nha. Rồi cái bài gì đâu rồi. Rồi cái bài gì xa la hoa đâu rồi trời. Rồi cái bài xa la hoa đâu rồi trời. Trời ơi tôi đang khổ mẹ ơi. Tôi đang khổ nè đĩ tư à. Tôi khổ lắm bà đừng có ghẹo tôi giùm cái đi. Khổ mà. Khổ bà nội. Rồi đây còn cái gì dưới đây quất hết đi. Quất hết chỗ này đi. Đây là bộ này. Rồi bộ này sale 100 ngàn luôn. 140 sale 100 ngàn. Đây mấy chị bộ này là bộ Gucci. Bộ này là bộ Gucci này dưới 80-82 kg nè. Comment giùm em Gucci hoa. Mấy cái vải này mùa này mấy chị mặc bả. Gucci hoa sale 100 ngàn. 140 sale còn 100 ngàn Gucci hoa. Chế nào chốt Gucci hoa chốt lên giùm em. Cái bộ này là dưới 80 kg nè. Chị nào 82-83 kg vẫn vừa. Nhưng mà tại vì phong sai vậy mình đọc vậy đó. Gucci hoa này bán cho mấy chị 100 ngàn. Đó 100 ngàn Gucci hoa mấy chị ơi. Bà nào chốt Gucci hoa chốt lên giùm tôi cái bà nội. Chốt lên cái Thủy á. Thủy đừng nói gì nữa Thủy à. Đừng nói nữa tên chia cho đau lòng nhau. Đừng gỡ nát tim tim cho bao xót xa. Đang lên đồ sale chị. Cộp. Cộp sau 72 kg có rồi chốt cho Sala rồi. Rồi comment giùm em Gucci. Gucci này em có hai size. Một size dưới 80 và một size trên 80. Bộ này là áo phông rộng nha. Chị Khánh Anh chờ em đi kiếm cho Khánh Anh cho nha. Em còn một bao là chị Khánh Anh chờ em chút. Khánh Anh một cái cho Thủy một cái. Có size L dưới 75 kg nữa nha. Khánh Anh ơi inbox cho em địa chỉ kèm con gọi đi Khánh Anh ơi. Khánh Anh nhiêu ký đây. Rồi còn Khánh Anh một cái, Bích Thủy một cái nè. Rồi Khánh Anh cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. 72 kg gì để em lấy size nhỏ cho chị. Bích Thủy một cái, Khánh Anh một cái, Bích Thủy lấy size 2 luôn á. Khánh Anh ơi inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại Khánh Anh ơi. Nha. Khánh Anh 120, đầm này 200 luôn á chị. Lại còn có mấy cái á. Khánh Anh này em để bill của chị Khánh Anh đây nè. 120 ngàn. Thì Khánh Anh cho em địa chỉ kèm số điện thoại nha. Không, bây giờ chỉ còn size L. Size L dưới 75 kg với lại size 2 thôi. Thì muốn lấy mã nào thì chị lấy. Khánh Anh em đang chờ địa chỉ kèm số điện thoại của chị nè. Inbox cho em đi chứ ơi. Hello. Dạ không chị, bên em là không có coi xem like xong mà chốt nha chị. Bên em mà 1-2 phút nữa em kiểm tra không có là bên em xả vậy. Bên em không có lai đồ size dòng 100. Cái đầm đó Yến Ngọc, cái đầm Adidas chị Yến mới đưa lên nè. Là size của Yến Ngọc nè, còn một cái size Yến Ngọc 200 sale còn 120, bản cô tông 100% nè Yến. Hơi bị đẹp nha gái. Hơi bị đẹp nha, cưng dài quá gối luôn.
Đầm nhà chị Yên may cái gì cũng dài quá gối hết á. Không may cái nào dài trên gối hết. Bình thường mấy chị cứ cuối like cho mấy chị chỉ còn một từ quên là bên em coi như là ứ lại một cái bill. Cho nên bên em là không có đọc này bất tỷ lấy luôn nè. Cho nên bên em là không có chờ đợi đâu mấy chị ha. Thông cảm dùm cho em. Bất tỷ 120 ngàn. Bữa nay về áo khoác đẹp quá chị Kim Hải Trương. Chị Kim Hải Trương còn ở đây không? Còn ở đây em báo lên giùm em phát đi chị Kim Hải Trương. Lấy rồi chị. Em có một cái quần ở cái chân váy này của Ý Yên mấy chị. 2X bao nhiêu? 2X không có dưới chợ. 2X là Nguyễn Lời Như Quỳnh vừa đó. Nhưng mà chị Yên không biết còn không nữa. Tại mới tới lục đó không thấy còn. Bán một cái đầu màng sốt còn rồi. Ngồi đi một phút nữa em cho coi áo khoác. Áo khoác giờ đẹp quá trời luôn. Rồi bán cái đầm này cho mấy chị với giá 50 ngàn là thun la dông nè. 50 ngàn. Size này size dưới 85kg. Size này size dưới 85kg nha. Nhưng mà vải êm lắm mấy chị. Comment dùm em đầm xám. Đầm này size dưới 90kg cũng vừa. Comment dùm em đầm xám 50 ngàn. Chị nào chưa chốt đầm xám 50 ngàn thì lo chốt đi mấy chị ơi. Lo chốt đầm xám dùm em nha. Đầm xám 50 ngàn quý vị. Quý vị nào chưa chốt cho em một đầm Adidas dưới 75kg của Nguyễn Viner. Nguyễn Viner 353 inbox cho địa chỉ số điện thoại nha. Chứ bên em không có gọi điện chốt hàng đâu. Không, em nói thiệt. Bên em không gọi điện chốt hàng. Ê, còn cái 2X nè. Yến ơi, Yến lấy cái 2X đây. Còn cái 2X á. Nguyễn Viner có dưới 75kg, 120. Nguyễn Viner inbox cho địa chỉ kèm số điện thoại nha. Nguyễn Viner. Mấy chị inbox giùm cho em đi mấy chị. Nguyễn Viner. Nguyễn Viner 120 353. Rồi em để ở sau cho mấy chị nha. Chờ mấy chị inbox. Nguyễn Viner 120 ngàn. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Chứ bên em không có chờ mấy chị này kia khác nọ đâu. Không có chờ đâu. Còn những cái chị nào mà cho địa chỉ số điện thoại trên live á, là tới khi làm bill á, em không có chụp hình cho mấy chị được. Cho nên mấy chị phải buộc lòng mấy chị phải inbox cho em ha. Buộc lòng mấy chị phải inbox cho em luôn. Chứ không có đợi mấy chị. Chờ em chút em kiểm tra tin nhắn cái. Đầm 50 ngàn của Bích Thủy. Hàng thun lạnh của Bích Thủy. Cái đầm Adidas 2X vẫn còn nha. Thấy là be chị Thi Phạm ơi. Đầm 8 khách lấy rồi Liễu Tú chị Thi ơi. 50 ngàn của Bích Thủy. Trời ơi, tối hôm nay em sẽ đưa nguyên cái vàng vô kia, em bút hết cho mấy chị đêm nay luôn. Like còn một người tôi cũng bán nữa. Trời ơi, sao không có thấy. Trời ơi, sao mấy chị không inbox cho em mấy chị. Mấy chị cho kiểu này là em chết rồi. Thiệt. Mấy chị cho kiểu này em không biết làm sao luôn á. Đó, nó đứng cứng ngắc gì luôn. Em chụp hình em chụp cũng được nè. Chết rồi. Chờ em một phút em mấy chị. Nè em nhắn tin cho Nguyễn Viner nè. Nguyễn Viner vô trong đó trả lời giùm cho em đi Nguyễn Viner. Đó em chào Nguyễn Viner rồi nè. Có một nick của Nguyễn Viner. Rồi của ai nữa? Hoàng Thùy Mai Nguyễn Viner. Anh Nguyệt Mai. Hoàng Thùy Mai Phúc Văn Châu. Còn một chị nữa. Là ai ta? Nguyễn Lờ Như Quỳnh Hảo Phương. Thu Kim còn 100 khách lấy rồi. Còn một chị nữa. Rồi còn một chị chưa kiếm được chị đó nha. Chưa kiếm được cái chị Khánh Anh nè. Không thấy inbox hả chị? Em chưa thấy chị luôn á. Em mới thấy Nguyễn Viner à. Khánh Anh. Có một... Rồi Khánh Anh này là cọc cạc cho em hết luôn nha. Riêng cái Khánh Anh này là cọc hết cạc cho em luôn. Có nghĩa là bill bao nhiêu, chuyển khoản bao nhiêu cho cái nick như vậy là em thua. Là cho địa chỉ số điện thoại lại đi Khánh Anh để em chụp bill nè. Chứ em mới kiểm tra Facebook, Facebook gì mà mất xè. Nó xè nhưng mà cái độ co giãn của nó rất là nhiều ha.
đầm xám 50 người khách lấy rồi. Đây là một cái zoom nè mấy chị, ở bên đây nó có bèo nhưng mà bên đây nó không có bèo. Zoom này là 280.000. Zoom này 280 ngày hôm nay em sẽ sale cho mấy chị còn là 220.000 zoom này. Zoom đùi. Zoom đùi này em còn nhiều size lắm, em để góc cầu thang kìa. Chị nào chốt zoom đùi thì chốt lên giùm em zoom đùi nha. Zoom đùi này em có size. Chị nào chưa chốt zoom đùi thì chốt lên giùm em zoom đùi nha. Zoom đùi này có nhiều size lắm, dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 ký. Comment giùm em zoom đùi nha mấy chị nha. Zoom đùi. Đây em có một cái đầm ngủ cotton 100% bán mấy chị 30.000. Đây mấy chị ơi, dưới 85kg cũng vừa nha. Comment giùm em đầm ngủ dây dưới 90kg cũng vừa. Đầm ngủ dây 30.000. Đầm ngủ dây 30.000. Chị nào chốt đầm ngủ dây 30.000 chốt lên giùm em nha. 30.000 đầm ngủ dây. Đầm ngủ dây 30 mấy chị. Còn có còn lưu quan mẹ cái bút đi đâu rồi. 30.000 đầm ngủ dây. Chị nào chốt đầm ngủ dây 30.000 chốt lên giùm em. Kim Hải Trương 30.000. 30.000 của Kim Hải Trương. À xin lỗi xin lỗi. Xin lỗi nè, đầm ngủ dây của Nguyễn Vino. Xin lỗi nha. Đầm ngủ dây Vino, chị mới nhắn tin cho em á. Đầm ngủ dây của Nguyễn Vino nè. Nguyễn Vino 30.000. Xin lỗi không thấy. Bây giờ em sẽ lên áo khoác cho mấy chị hồi nãy về nha. Mới hồi nãy về áo khoác, bây giờ em sẽ lên cho mấy chị áo khoác nè. Đây mấy chị, áo khoác 180.000. Có hai mẫu cần giới thiệu cho mấy chị, nhưng mà bây giờ em chỉ còn size từ 60 tới 83 kg thôi áo khoác nha. Bây giờ áo khoác em chỉ còn size 60 tới 83 kg hết lấy rồi. Đây ok em yêu. Đây mấy chị, đây trời ơi, áo khoác của bên em ghiền lắm. 180.000 mà mấy chị coi vải nè, vải đã đời luôn. Size này là 60 tới 83 84 kg nha. Áo khoác 180.000. Chị Kim Hải Trương nãy chưa chốt áo khoác đúng không? Em bán còn được có hai mấy cái à chị. Em bán còn được có hai mấy cái áo khoác à nha. Trời ơi, chị Kim Hải Trương chốt lẹ đi chị, còn có mấy cái thôi. Đây là sọc đen này mấy chị. Áo khoác này là áo khoác đi nắng nha. Em còn đúng một cái sọc đỏ, còn đen thì em còn hai ba cái. Sọc thì em còn mấy cái ha. Đây. Đây mấy chị. Áo khoác này, áo khoác che nắng nè. Nhưng mấy chị thấy vải đã không? Vải bên em cực kỳ đã lắm. Hàng này bữa nay đúng chất lượng luôn. Đây mấy chị. Nè còn hai cái tay nè mấy chị thấy không? 180.000 sọc đen. Sọc đỏ em còn một cái. Mà màu đen không em cũng còn một hai cái gì á. Chị nào chốt khoác thì chốt lên giùm em. À, chốt khoác chốt lên giùm em với. Áo khoác sọc đen của chị Kim Hải Trương. Còn mấy cái nè mấy chị. Có màu đen nữa nha chị. Có màu đen không nữa. Còn một cái sọc đỏ duy nhất thôi. Chị nào chốt sọc đỏ thì chốt giùm em. Rồi để xếp lại. Kim Hải Trương. Một cái. Một cái Thủy. Mới lấy cho Thủy có một cái à. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khúc xa dần. Lần đầu tiên live view 27 người. Lần đầu tiên trong cuộc đời view 27 người. Thủy ơi, bấm nút chia sẻ giùm em đi mấy chị. Em like tới sáng luôn cũng được. Mới chốt có 1 cái là Thủy à. Trời ơi chị, em mở cái làm biết mở ra. Em mở cái sọc đỏ ra chị Kim Hải Trương ghiền luôn. Cái sọc đỏ nó đẹp lắm. Nãy em không chụp hình luôn á. Kim Hải Trương. Yến Ngọc đầm Adidas vòng 2 nha. Vải mặt của tôi 100% rồi. Còn cái chốt cho Yến Ngọc nha. Kim Hải Trương nè. 180.000 của Kim Hải Trương.
Yến Ngọc. Chị em có địa chỉ số điện thoại Yến Ngọc cho Yến Ngọc, inbox cho chị em địa chỉ số điện thoại liền. Yến Ngọc cho chị ba số ba cái, chị Yên có địa chỉ số điện thoại Yến Ngọc rồi đúng không? Em cho chị ba số sau cuối của cái số điện thoại em đi, để chị nốt lên cái này nè, cho anh Phước với lại anh Tư dễ làm bill nha, cho sáng là chị ngủ thôi, 10 giờ dậy là chị không có, chị không có ấy được, chị không có làm bill, cho nên anh Tư với anh Phước sẽ là cái người làm bill ha, sẽ là cái người làm bill hết rồi chị ơi. Nè chị Kim Hải Trương, chị nghe em, chị lấy cái sọc đẹp đỏ nè, cái sọc đỏ đẹp lắm, cái sọc đỏ em bán còn có một cái, nói chung là 80 cái mà giờ còn 20 cái là em bán hết nhiêu đó rồi mấy chị. Đây là chị Kim Hải Trương, chị hút cái sọc đỏ đi đẹp không? Trời ơi, cái sọc đỏ này đẹp tuyệt vời luôn á chị Kim Hải Trương, 60-83 kg, hút cái sọc đỏ đi mấy chị, hút giùm em cái sọc đỏ đi, sọc đỏ của Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn 663 hàng em, ok Yến Ngọc này. Sọc đỏ của Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn 663. Dạ ok chị Trinh. Rồi sọc đỏ chốt cho Trinh Nguyễn, Trinh Nguyễn nè. $180 một cái áo khoác. Dạ khách lấy hít bảy hít. Dạ sợi bảy hít chị. Rồi còn một cái nữa là đen trơn mấy chị. Còn cái đen trơn, nếu là thích đen trơn thì em lên đen trơn nha. Áo thun giấy đợt này chị Yên về toàn size của Yến Ngọc không? Toàn size của Yến Ngọc không luôn á. Rồi bây giờ để vô la ra lấy hàng lặt vặt, lấy hàng lặt vặt sale hot cho mấy chị. Đây em có một cái áo khoác 250 nè. Áo khoác này mấy chị mua cho chồng mấy chị cũng được nha. Em có một cái áo khoác này 250. Nhưng bây giờ sale cho mấy chị luôn nè. Đây 250 nhưng mà sale cho mấy chị đây. Dưới 92-93 kg cũng như áo khoác này, áo khoác thể thao nè. Nhưng mà vải êm lắm nha mấy chị nha. Vải rất là êm, dưới 92-93 kg cũng vừa. Áo này bán cho mấy chị sale còn 120 ngàn. Áo này là 250 nè. Còn đúng một cái này thôi sale cho mấy chị 120. Chị nào chốt 120 chốt lên giùm em nha. 120 ngàn mấy chị. Cái này bà Yên lén chứ tôi cũng coi lén nữa nè. Chồng tôi mà biết, chồng tôi mà biết chắc lại dài luôn á. Áo khoác 120 của Khánh Anh. Sao tôi bán cái bill cho bà Khánh Anh này tôi hồi hộp ghê á. Tôi nói thiệt á, tôi bán bill bà Khánh Anh tôi hồi hộp quá. Cái Facebook gì mà trắng trơn à, ai dám bán cho bà không biết nữa. Áo khoác 120 của Khánh Anh này hàng xúc này nha mấy chị. Thiệt có chị Khánh Anh à, cái Facebook chị ai con nào dám bán hàng cho chị, tôi làm con đó luôn á. Chút nữa tôi làm bill cho bà Khánh Anh luôn, mai cho đi giao hàng luôn. Em còn một cái đầm 250 sale cho mấy chị còn 100 nè. Dạ. Áo khoác của Khánh Anh rồi mới tới Thi Phạm nha. Của Khánh Anh xong mới tới Thi Phạm. Cái đầm này chị nào 90 tới 92, 93 tới 100 ký hút cái đầm này nè. Cái đầm này mấy chị mặc đi biển là bao đẹp. Đây, hàng xúc nha mấy chị nha. 92, 93 tới 100 ký. Và đầm đỏ vô này sale cho mấy chị 100 ngàn. 250 sale 100 ngàn. Ông nói giỡn chứ không cần đâu. Bill thành phố là mai ship tôi, nó đi giao liền. Tao khổ quá Trinh à. Tao khổ quá rồi tao bán, tao kiếm ký gạo con khô mai tao ăn. Trinh à, tao khổ lắm Trinh à. Thiệt. Đừng có nói gì về tao nữa hết á. Mày nói nữa chồng tao dày đuổi ra khỏi nhà luôn á. Tao nói thiệt á, đừng có nói gì về tao nữa đó. Nói nữa ổng nghe ổng nhột nhột, ổng dậy ổng quất luôn á. Áo khoác 120 đó hết rồi mấy chế ơi. Áo khoác 120 ngàn đó hết rồi nè. Sale tiếp nè mấy chị. Mày nhớ bộ có một cái thức coi con mới sinh chưa đeo được mà mua đồ vậy á. Chị ơi like nhanh nhiều mẫu em lấy thêm. Nguyễn Vino bây giờ mày muốn like nhiều mẫu. Muốn like nhiều mẫu là trưa 2 giờ, tối 8 giờ rưỡi là tao like như bóp vậy á. Còn bây giờ là coi thử nhìn táo nhìn lui coi thử hàng nhanh nhiều mẫu. Hàng là bây giờ còn cái gì là chị like cái đó thiệt luôn á. Chứ bây giờ mà kêu nhiều mẫu là thua.
Còn hàng ngày là lên hàng món, lên xào xào. Một ngày nhà tao về phải 10 bao hàng món. Đây nè. Thế bây giờ không có nôn được, Nguyễn Viner cứ mua đồ đi, biết chất lượng nhà bên tôi là gì. Huỳnh nè mấy chị, thấy bữa nhớ không? Huỳnh Long Hổ nè. Trời ơi, Huỳnh Long Hổ nè. Đó, đặt tôi một nùi đồ nè mấy chị. Đặt tôi một nùi đồ nè, tôi kêu cọc cái kẹt Mobi 50. Em cứ yên tâm giao cho chị đi. Con người chị là không bao giờ thế này, không bao giờ thế kia. Dạ có, chị Vũ Hằng lấy mấy ký nhưng mà mai làm cho chị. Chị đặt em mới làm lận. Ha, à, đó, quỷ ma nè. Nè nó chốt đồ toàn tôi không có bán không nè mấy chị. Ác nhân dễ sợ thiệt chứ. Đây này, đây. Đây bộ này tôi không sale nè, bộ này 140 nè. Bộ này là bao nhiêu người chờ đợi luôn. Bộ này bây giờ còn hai bộ. Size này là từ 77kg tới 98kg. Đây, đây nè mấy chị. Nè, đó, bộ cô tông mà tôi may về 171 bộ mà tôi hết. Tôi hết trong đêm nè. 140 bộ xám, size 78 trở lên là vừa. 98kg cũng vừa nha. Bộ xám cô tông 100%. Bộ này 140 nha. Bộ xám này 140 và em còn một bộ nữa nè mấy chị, bộ đen. Trong cái đó hàng tôi không có bán. Kêu nó cọc cạc, nó kêu ok, em yên tâm đi chị, không bao giờ bỏ mặt. Kêu cọc cái kẹo Mobi 50, không bao giờ cọc. Trả lời đọc, ừ, tôi trả thù sớm lắm mấy chị. Bộ xám của BB, tôi nói thiệt với mấy chị, tôi trả lời là, tôi trả thù là hơi bị ngọt. Tôi không có lóc nít con nào còn một bộ đen nha. Tôi không bao giờ tôi lóc nít thằng nào con nào, nhưng mà thằng đó, con đó cũng chết từ từ với tôi à. Yunabe, còn bộ đen à, Yunabe ơi. Yunabe hình như mua đồ gì mà không. Yunabe còn bộ đen lấy nha em. Yunabe còn bộ đen hốt đi luôn cái. Hốt đi gái à. Trời ơi, làm như tôi là con gái mới lớn lên á. Đủ má đông đưa dễ lừa lắm hay sao á. Không, để bán hàng sale đi. Bán chi. Rồi cái bộ này mặc đã lắm đó, chị Phúc Văn Châu nhận mặc rồi đó. Bả ghi luôn. Cái bộ này tôi mới ra hàng là bả chốt nè. 240 bây giờ tôi sale cho mấy chị còn 160.000 cho đỡ nhục. Tôi nói thiệt đó, tôi chấp nhận đây nè. Bộ này dưới 80kg mấy chị coi cái bộ này đã đẹp không? Khi mấy chị mặc lên cái chỗ áo này nó căng ra rất là đẹp nha. Ha, bộ đen khách lấy rồi Phương ơi. Đây mấy chị coi cái quần váy bên em nè. Hơi bị rũ và hơi bị đẹp. Đây là cái quần váy nha mấy chị. Bộ này là dưới 80. Xám khách lấy cho chị Vũ Hằng. Bộ này là bữa lấy hai màu mặc sướng. Cái bộ này là dưới 80 nè, 80kg nè. Chị nào chốt bộ vàng này chốt lên giùm em bộ vàng. Bộ vàng này sale cho mấy chị còn 160.000. Quăng bịch luôn ơi. Vô bịch mới đi. Bộ vàng này mà chị nào chốt là trúng mánh gần cả 100.000 một bộ luôn mấy chị. Hàng sale là không bao giờ mà bán được cái giá bình thường hết trơn. Hàng mà hàng bom, hàng khách đổ trả hoặc là hàng hầu ô với dầu là coi như chết. Từ chết tới bị thương thôi mấy chị. Không có mẫu nào mà sống nổi hết đó. Bộ đo, bộ xám, bộ đồng này nè mấy chị. Không thấy tao banh một nhà. Tao like xong rồi tao đi lên lầu tao mới giờ. Em thích bộ đó màu đen nhưng mà hết rồi Ngọc. Nó về nhưng mà không có về size lớn. Hình như còn bộ lớn nha Yến Ngọc. Chị Yến còn đen mà size lớn biết còn không ta. Hay là còn vàng cũng nhớ nữa. Bộ này sale cho mấy chị luôn nè. Ha. Mà học xuống thấy cái nhà như cái động để ông xỉu luôn. Đang mặc màu hồng nè chị, mặc ba má. Đây là đầm hàng xúc nè, bữa đó tôi không có bán nè mấy chị. Ác nhân gì đâu á. Phú Huyền Bi Quy. Ông thấy địa chỉ số điện thoại luôn. Cái đầm hàng xúc này bữa em không có bán mấy chị. 160.000 thôi giờ sale nhỉ. Mấy chị coi cái thun nè. Trời ơi cái thun hàng xúc nó mát. Dưới 72kg cái đầm dây ngủ nè mấy chị đã không. Trời ơi bây giờ sale cho mấy chị nè. 100.000 cho đi luôn. Vàng của Phúc Văn Châu. Vàng này Phúc Văn Châu mặc ok nè. Mua lợi bộ này 100.000 luôn á. 160.000 của Phúc Văn Châu. Phúc Văn Châu mua bộ này lợi cả 100.000. Thiệt luôn á. Mua bộ này là mà lợi tới 100.000 luôn. Đậm 100.000 của Khánh Anh nè. Phải bỏ bật luôn nha chị. Áo dây dưới 70kg. Áo dây cà rộp tộp dưới 70kg. Chị nào dưới 70kg mặc áo dây lính nha. Đã lắm, vải đã lắm. Rồi, có bán cho mấy chị với giá nhiêu. Cái này là 90 này, giờ bán cho mấy chị 60.000. 60.000 áo dây lính nha. Chị nào chốt áo dây lính, chốt lên giùm em áo dây lính với. Áo dây lính.
Chị nào chốt áo dây lính chốt lên giùm em nha. Thủy bùi. Đúng rồi, vàng sale đúng rồi. Đúng rồi, xếp vàng sale đúng rồi bà nội. Đây nè, em có một cái đồng đỏ lai dông bán cho mấy chị 40 ngàn. Bán 30 ngàn đi cho nó ra đi thanh thản đi mấy chị. Đầm ngủ thun lai dông nha. Đầm ngủ thun lai dông đầm đỏ. Đây, đầm này dưới 92-95kg cũng vừa. Đầm này là thủy. Đầm này 30 ngàn. Dạ em khổ quá chị, em phải làm kiếm tiền mấy chị Nhật Huy. Mai mua được 1 ký gạo con khô chứ em khổ quá mà. Đầm này bán 30 ngàn dưới 95kg. Mắt, mặt cắt ngắn lên mặt ngủ cũng được nha. Đó. Đầm đỏ của Thi Phạm. Thi Phạm mà vô trong tin nhắn Thi Phạm. Thi Phạm là khách cũ của khách mới. Cho ba số điện thoại sau cùng của, cho ba số điện thoại đuôi sau cùng đi gái. Thi Phạm. Thi Phạm không có dấu. Cho ba số điện thoại sau cùng nè. Số điện thoại đuôi á. 30 ngàn. Vậy áo dây lính của Nguyễn Viner 60 ngàn. Đó mất mẹ. Nguyễn Viner 60 ngàn. Đây. Nguyễn Viner 60 ngàn. 138. Ba chục ngàn. Gì vậy hả? Ờ có nhiều cái mạng á vậy á. Chị hay đi coi live chị cũng hay bị vậy lắm gái. Đây nè. Nói thiệt nha bà yên, chị mua đồ bên ờ cái con gì con tròn GG gì ở bên Facebook. Nó nói nếu mà nó mua tôi một người bán biết sai nữa mà đồ về nó mặc không được là không bao giờ nó mua trên mạng nữa. Ai ngờ cuối cùng nó mặc được. Nè mấy chị, em có một cái đầm phơm suông là dưới 80kg đẹp không? Rồi, thôi kệ mẹ nó đẹp xấu gì kệ cha kệ mẹ nó, đầm vẫn coi dễ nha. Dưới 80kg bán cho mấy chị 90 ngàn đầm xanh két. Chị nào chốt đầm xanh két 90 ngàn chốt lên giùm em xanh két 90 ngàn. Ừ đầm đó thì chốt sau. Chốt sau một cái comment. Chốt sau một cái comment của Thi Phạm. 90 ngàn đầm két dưới 80kg. 90 ngàn. Mấy chị mà mua này, hàng này mấy chị cái mạng nhà bác Thủy dữ dằn lắm, mấy chị giật có lại đâu em nói thiệt á. Từ khi Quỷ Thị nó đi ngủ thôi mấy chị. Mà nó đi ngủ thì không có ai mua lửa cho em. 90 ngàn. Dạ trời ơi em khổ mà chị Mai. Em khổ. Ngày hôm nay giờ cái set caro đẹp lắm chị Mai. Lấy chị Mai coi nhưng mà cái set này chị mặc size L thôi. Ngày hôm nay về hai set đẹp đó. Cái chị ngày hôm nay về cái set đẹp mã cha nó đẹp quá trời. Ngày hôm nay về ba set là em đều ưng ý hết. Về áo khoác em cũng đều ưng ý nha. Đây. Thun lai dông may hai lớp áo dây. Cho nên mấy chị không mặc áo vú sẽ không thấy vú. Đây nè. Mấy chị thấy bình thường nhưng mà cái bộ này mặc lên rất là cưng. Nhưng mà vải bên em sướng lắm mấy chị. Đây quần váy nè chị. Quần váy cực kỳ xinh chị ạ. Em đang lấy cái size lớn cái nhân nhìn nó hơi bự. Nè chị. Đẹp không chị? Nguyễn Mai Bình Định. Mấy cái size này chị Nguyễn Mai chỉ nên lấy là size L thôi. Cái bộ caro này là 240 ngàn quần váy. Áo dây đen rất là đẹp. Bộ này em có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt là bộ caro này thì chốt giùm em bộ caro. 4 size bộ caro, bộ này là 240 ngàn. Và một cái màu ngày hôm nay về mấy chị biết không? Nói với em nói giỡn giỡn cho mấy chị khách mới thôi. Hàng ngày là em live giờ chính là 2 giờ trưa với lại 8 giờ rưỡi tối. Nha. Cái bộ này người ta gọi là bộ màu môn ha, cái này gọi là bộ màu môn. Nhưng mà mấy chị chốt giùm em môn làng nha, môn làng kèm số ký, chốt môn làng chứ đừng có chốt cái gì mang cái gì nha. Nguyễn Mai rồi, để em ra em lấy cho chị nè. Chị Nguyễn Mai chốt luôn cái bộ môn này đi. Cái bộ màu môn này hồi bữa giờ lần đầu tiên em may màu này luôn chị. Bộ này là lần đầu tiên em may cái bộ màu môn này luôn chị. Dễ thương không? Trời ơi nè chị coi nè, ở sau nó cục dây lại đẹp lắm chị.
cái bộ này coi như là mặc lên là coi như bao trắng bao gọn luôn. Đây quần chín tấc, bữa giờ mấy chị chưa thấy màu này bên em đúng không? Hồi giờ em chưa may màu này luôn á, nhưng mà hôm nay cái màu này về quá trời ưng ý luôn, 240.000. Đó, còn một bộ đen nữa để em lên luôn, em chốt luôn chị Cà Chị Nguyễn Mai luôn nha. Còn một bộ đen nữa, mà bộ đen này khi mấy chị mặc vô nó ôm, nó ôm xe khít ngực đẹp lắm. Đây bộ này hồi nãy em có để lại mặc nè, không mất mẹ gì. Đây là bộ này nãy em có để lại em mặc nè, bộ caro của Nguyễn Mai Bình Định có luôn chị, trời em có. Nè em lên bộ đen luôn, bộ đen là quần chín tấc nha. Đây bộ đen này là quần chín tấc nè mấy chị, quần chín tấc bộ đen. Dạ kiếm con khô ký gà quá chị, mà trời ơi chắc xuống like quá. Trời ơi mấy cái mẫu, ba mẫu ngày hôm nay mẫu nào về cũng dễ thương nè. Coi cái mẫu đen nè, mẫu đen mà mặc lên là hơi bị khít ngực luôn. Cái mẫu đen này nó may theo cái đường cúp ngực đẹp lắm. Đây đây là mẫu đen này đó, chị thấy không, mẫu đen bên em kèm với quần chín tấc gọn ơi là gọn. Nãy bé Lùng có chụp hình mẫu này mà nó chụp lên thì không đẹp lắm, ngày mai em sẽ mặc mẫu này, em mặc mẫu này em like cho mấy chị nha. Tại vì sở thích của em là đầm mặc đồ dây mà. Đây mấy chị, nhưng mà khi mấy chị mặc lên nó gọn người cực kỳ. Mã này là cũng là 240, nói chung là ba mã em đưa lên đều là 240 hết ha. 240.000 ba mã, cái nào cũng được hết. Còn một cái quần legging, tôi không biết tôi lòi là tôi lỗi chứ mà tôi được nhiều đồ đó rồi mấy chị. Đó em sẽ ra chốt cho chị Nguyễn Mai Bình Định một bộ caro size L. Mai Bình Định 240. Mình dưỡng cho like chút chút cho like coi thử cái luồng khách làm sao mà mấy người kia like khuya hay dữ chứ. Thiệt chứ tôi thấy like khuya không ổn chút nào. Ngầu giống như Nguyễn Mai Bình Định 240. Thôi tôi thoát đây, tôi chịu hết nổi. Tao cũng chịu hết nổi trên. Tao nằm ở trển tao huyền tao la vậy thôi chứ tao cũng chịu hết nổ rồi Trinh à. Chứ không phải mình mà chịu hết nổ rồi, tao cũng chịu hết nổ rồi. Con cặc nãy giờ được mấy tô phở Thủy Yên ơi, còn đầm xuông cô Tông không? Còn Yunabe nhưng mà còn xa dưới 75kg thôi. Mày nghĩ nãy giờ bán hàng sale lời gì vậy Thủy? Đấy nãy giờ mày nghĩ bán hàng sale đẹp gì vậy? Đây nè, quần rin dài 73kg cao 1m50 nha chị. Giờ đâu có chốt rin được, giờ đâu có chốt rin được đâu chị. Mai đi chị ơi, giờ không chốt rin được đâu nha. Mai đi chị, like châu châu vậy, kiếm bill châu châu vậy thôi chứ giờ chưa bán được đâu nha. Trời ý vậy mấy chị, ý vậy đây. Mai mình gặp nhau tiếp. Yunabe ơi, trưa mai lên 2 giờ lên chốt đồ sale cho chị Yên nha. Like đã biết của tụi là sao thấy tụi nó nhiều đứa nó like khuya á, mà cũng có khách. Thì hôm nay mình cũng dạng đua đòi bon chen á mấy chị, đua đòi bon chen và xà beng á, nên like thử để coi thử cái luồng khách mình sao ha. Ý là đẹp đẹp chịu không nổi à vậy hả? Rồi ơi chị nè, chị mà chịu còn không nổi nữa Trinh, thiệt luôn, chị mà chịu còn không nổi nữa, đồ ngày nào cũng để dành nó, thấy để dành nó sâu vàng không? Rồi từ từ lên lấy mặt cho đỡ cái cơn ghiền một nước. Xong rồi, dạ chút nữa em chốt bill mai ship em mới giao qua cho chị cho. Chị Khánh Anh ơi, add Facebook em nha, bấm theo dõi em. Một ngày em like chủ yếu là trưa ta là 2 giờ, tối là 8 giờ rưỡi. Còn nhưng mà không ai cắt hàng cho tao hết đó Thủy. Thiệt, thôi mày đi ngủ giùm tao đi. Dạ trưa là 2 giờ, tối là 8 giờ 30 nha chị. Hàng nhà em ngày nào cũng 4-5 bao hàng mới. Em hứa với chị luôn, không nhà em không có ngày nào mà không có hàng mới về. Chị chưa tin thì chị hỏi tất cả những chị ở đây. Rồi vậy đi.